Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, Trung Hoa Sử Ký. Trận Di Lăng là một trong những trận đánh quyết định của thời kỳ Tam Quốc. Trận đánh do Lưu Bị khởi xướng và kết thúc bằng chiến thắng của phe Đông Ngô. Kể từ đó, ranh giới của ba vương quốc về cơ bản đã được ấn định. Nguyên nhân của trận Di Lăng bắt nguồn từ chiến dịch chiếm Kinh Châu của Tôn Quyền. Vào năm Kiến An thứ 24, Quan Vũ đang canh giữ Kinh Châu đã phát động trận đánh Tương Dương Phản Thành, vốn thuộc đất của Tào Tháo. Tuy nhiên, ngay khi Quan Vũ đang bao vây Phản Thành và chuẩn bị hạ được thành này, thì Tôn Quyền đã bất ngờ phái Lã Mông, Lục Tốn phát động chiến dịch quân sự tấn công Kinh Châu từ phía sau. Lã Mông lợi dụng cơ hội, lực lượng chủ lực của Quan Vũ tiến về phía Bắc và hậu phương đang trống rỗng. Họ bất ngờ vượt sông, mặc quần áo trắng và đánh chiếm thành Giang Lăng. Khi đó, gia đình của các cấp dưới Quan Vũ đều ở trong thành. Lã Mông đã đe dọa và mua chuộc họ. Khi Quan Vũ dẫn quân lui binh, thuộc hạ của ông biết rằng gia đình họ đã rơi vào tay quân Đông Ngô và họ thì không còn phải quá lo lắng về cuộc sống của mình nữa. Tất cả họ đã đều mất tinh thần chiến đấu. Trên đường lui binh, quân đội của Quan Vũ đã bị phân tán. Quan Vũ buộc phải rút về mạch thành và nhanh chóng bị Đông Ngô bắt rồi sát hại trên đường đột phá. Cứ như vậy, toàn bộ Kinh Châu đều rơi vào tay quân Đông Ngô. Đông Ngô cuối cùng cũng đạt được mục tiêu chiến lược là khống chế hoàn toàn vùng sông Dương Tử. Một thời gian sau, Tào Tháo cũng lâm trọng bệnh và qua đời. Ngay sau khi Tào Phi kế vị Ngụy Vương nước Ngụy, ông đã xoán ngôi nhà Hán, lập nên nhà Ngụy. Để có được sự ủng hộ và đề phòng sự trả đũa từ Lưu Bị, Tôn Quyền lập tức tuyên bố mình là chư hầu của Tào Phi. Để kế thừa sự nhất thống, Lưu Bị cũng lập tức tự xưng hoàng đế và lập nên nhà Thục Hán. Sau khi Lưu Bị so sánh hai kế hoạch chiếm Ngụy và Đông Ngô, ông đã thông qua kế hoạch chiếm Ngô và phát động trận Di Lăng. Trong trận chiến này, tinh thần quân Lưu Bị rất cao. Trong giai đoạn đầu, họ tiến quân rất suôn sẻ, lần lượt đánh mạng quân Ngô nhiều trận, chiếm thành Vũ Hán, Tử Quế và nhiều nơi khác. Khi mùa hè tới, quân Lưu Bị để tránh nóng, ông ta đã cho quân lên bờ dựng trại trong rừng. Điều này thì cho phép Lục Tốn nắm bắt cơ hội và tấn công quân Thục bằng hỏa lực. Lục Tốn liên tiếp tấn công doanh trại đại đội của Lưu Bị trên 700 dặm và tổng cộng hơn 40 trại đã sụp đổ. Tướng Hoàng Quyền, người vẫn ở lại mặt Bắc để bảo vệ chống lại Tào Ngụy, cũng đã bị cắt đứt đường lui và phải đầu hàng quân Tào. Quân đội của Lưu Bị bị thiệt hại nặng nề và mất đi khả năng chiến đấu. Những sai lầm của Lưu Bị trong trận Di Lăng. Việc Lưu Bị phát động trận Di Lăng là sai lầm lớn nhất mà ông mắc phải trong cả cuộc đời. Vì Lưu Bị đã thực hiện chính sách sai lầm cả về chiến lược lẫn chiến thuật, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Về mặt chiến lược, trong số những mâu thuẫn giữa Lưu Bị và Tôn Quyền cùng với Tào Phi, thì mâu thuẫn với Tào Phi là không thể hòa giải. Còn mâu thuẫn giữa Thục Hán và Tào Ngụy là mâu thuẫn giữa sự sống và cái chết. Tào Ngụy cũng coi Thục Hán là kẻ thù chuyển kiếp. Thậm chí, khi Thục Hán lợi dụng cái chết của Tào Tháo để gửi sứ thần tới để tàng và cải thiện quan hệ, Tào Phi thậm chí còn ra lệnh là giết luôn sứ giả của Lưu Bị nếu ông vào nước. Còn đối với Tôn Quyền, Lưu Bị vẫn còn chỗ để xoa dịu mối quan hệ. Việc Tôn Quyền chiếm được Kinh Châu là để thực hiện chính sách chiến lược riêng và để đáp ứng nhu cầu an ninh, chiến lược của riêng họ. Sau khi chiếm được Kinh Châu và sát hại Quan Vũ, người gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Đông Ngô, Tôn Quyền không còn nhiều điều sợ hãi Lưu Bị nữa và vẫn còn những điều kiện, những dư địa để hai bên tái lập liên minh thông qua hòa giải ngoại giao. Tương tự, Thục Hán của Lưu Bị khi đó là yếu nhất trong ba nước, nhưng nó lại phải thách thức hai đối thủ mạnh hơn. Đó thực sự là một điều nực cười. Chỉ riêng về thực lực, giữa hai bên đã có sự chênh lệch rất lớn. Thục Hán đương nhiên là có ít khả năng chiến thắng. Vào thời điểm đó, Thục Hán và Đông Ngô là hai nước yếu hơn. Tào Ngụy là nước mạnh nhất. Để thay đổi tình hình, chỉ có khả năng là hai nước yếu hơn phải đoàn kết, cùng nhau chống lại Tào Ngụy. Đây là lối thoát cơ bản nhất. Nếu Lưu Bị phát động tấn công Tôn Quyền, khiến hai nước yếu chém giết lẫn nhau, còn Tào Ngụy là cường đại, ngồi trên núi xem hai hổ chiến đấu, chắc chắn sẽ gặt hái được lợi ích. Cứ như vậy, bất kể ai thắng ai thua, Thục Hán và Đông Ngô đều sẽ bị tiêu hao. Và kết quả là kẻ yếu sẽ trở nên yếu hơn và kẻ mạnh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tình hình trên không còn có thể thay đổi được nữa. Sự sụp đổ của Đông Ngô và Thục Hán
chỉ là vấn đề thời gian. Còn về chiến thuật, Lưu Bị cũng mắc sai lầm khi đánh giá quá thấp đối phương. Ông cho rằng Tào Tháo đã chết, Lữ Mông của Đông Ngô cũng đã qua đời, nên trên đời này không còn nhiều tướng lĩnh có thể cạnh tranh với ông. Trong trường hợp chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn đầu, khi đối mặt với tướng Lục Tốn vốn ít tiếng tăm, ông ta vội vàng và nhanh chóng tiến quân hàng trăm dặm. Nhưng ông ta chiếm tất cả những nơi xa xôi và nguy hiểm, khó phòng thủ, lại còn bị phân tán lực lượng. Trong cuộc tấn công, Lưu Bị cũng bỏ chiến thuật là tiến quân theo hai đường thủy bộ. Ông ta bỏ thuyền lên bờ, do đó mất đi sự hỗ trợ của quân đội hải quân. Tất cả những điều này khiến Tào Phi phải cửa nhạo. Sau đó Lục Tốn thực sự đã dùng lửa thiêu dụi trại quân Thục Hán. Làm thế nào để Lưu Bị tránh được thất bại trong trận Di Lăng? Vậy thì Lưu Bị làm thế nào có thể tránh được thất bại trong trận Di Lăng? Nếu Lưu Bị muốn tránh khỏi thất bại trong trận Di Lăng, đương nhiên chính sách tốt nhất là không phát động trận Di Lăng. Cảnh giới cao nhất của nghệ thuật chiến tranh đó là thắng bằng mưu kế, đánh bại đối thủ bằng thời thế. Nếu Lưu Bị có tư duy chiến lược đúng đắn trong đầu và có thể cảm nhận được tình hình chung, ông ta không nên chỉ định kẻ thù là Tôn Quyền. Nếu Lưu Bị có khái niệm giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao, ông ta nên kìm nén và chờ xem sự phát triển mâu thuẫn giữa Tôn Quyền và Tào Phi thì tình hình sẽ sớm thay đổi. Mặc dù khi đó Lưu Bị đang phải đối mặt với cuộc đối đầu giữa Tào Phi và Tôn Quyền, nhưng tình hình chiến lược của Lưu Bị thì không hề tệ như vậy. Thục Hán của Lưu Bị vẫn có Hán Trung ở mặt Bắc và Tam Hiệp ở mặt Đông, dễ phòng thủ và khó tấn công. Tào Phi và Tôn Quyền đều bất lực trước Lưu Bị trong thời gian này. Và trong trường hợp này, tình hình chiến lược tồi tệ nhất phải là Tôn Quyền. Để đối đầu chống lại Lưu Bị, Tôn Quyền không còn cách nào khác ngoài việc tuyên bố mình là chư hầu của Tào Phi. Tuy nhiên, Tôn Quyền đương nhiên không phải là người sẵn sàng làm triều thần. Bằng cách này, mâu thuẫn giữa Tôn Quyền và Tào Phi cũng không thể nào hòa giải. Tào Phi nhất định sẽ lợi dụng cơ hội của Tôn Quyền để trấn áp. Thuộc hạ của Tôn Quyền thì cũng giống như vậy, coi việc làm chư hầu của Tào Phi là một sự sỉ nhục lớn. Nếu Tào Phi yêu cầu Tôn Quyền phải cống nạp, khi các quy tắc và quy định chư hầu phải tuân phục hoàng đế, Tôn Quyền chắc chắn sẽ quay lưng lại với Tào Phi. Và khi này mới là thời điểm tốt nhất để Lưu Bị lên chiến lược. Việc tái hợp giữa Lưu Bị và Tôn Quyền là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Thế nhưng rồi thì Lưu Bị vì tư thủ riêng mà muốn động binh để trả thù. Ông ta phát động trận Di Lăng mà không chờ sự xung đột giữa Tôn Quyền và Tào Phi xảy ra, bỏ lỡ cơ hội giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao. Tuy nhiên trong chiến dịch này, Tôn Quyền đã phái người làm sứ giả hòa giải, và Lưu Bị thì vẫn còn cơ hội để chấp nhận khi nhìn thấy nó. Ông ta nên dừng các hoạt động quân sự và chờ xem diễn biến tiếp theo xảy ra. Thế nhưng thật đáng tiếc khi Lưu Bị quá tự tin và bỏ lỡ cơ hội. Và vì vậy, ông ta đã áp dụng chiến lược sai lầm, bỏ lỡ cơ hội ngoại giao. Liệu còn chỗ nào khác để có thể khắc phục chiến thuật của Lưu Bị không? Trên thực tế, xét về thực lực hai bên thì Lưu Bị đang nhỉnh hơn một chút. Thế nhưng vẫn rất khó để Lưu Bị có thể một đòn diệt toàn bộ quân Đông Ngô. Và đây cũng chính là lý do khiến các tướng lĩnh Đông Ngô phản đối chiến lược rút lui của Lục Tốn và yêu cầu phải phản công. Trong lòng Lục Tốn cũng biết, nếu rút lui, Lưu Bị sẽ không thể nuốt trôi ông ta. Nhưng trong trận chiến quyết định với Lưu Bị, vì Lưu Bị đã là một viên tướng trải trăm trận, kinh nghiệm tác chiến và các tướng lĩnh dưới quyền của ông ta đều rất thiện chiến. Chưa kể sĩ khí quân Thục đều rất hăng hái do đạt được nhiều thắng lợi trước đó. Do vậy, Lục Tốn đã áp dụng chiến thuật cầm cự. Điều này thì cũng khiến cho Lục Tốn rất bị động, bởi ông ta vốn là một vị tướng có ít tiếng tăm, và những viên lão tướng dưới trướng của ông thì lại coi thường ông ta. Vì vậy, việc chỉ huy của Lục Tốn đang gặp rất nhiều khó khăn. Và đây chính là thời điểm mà quân đội Đông Ngô yếu nhất. Các tướng lĩnh thì không hòa hợp, sĩ khí thì sụt giảm. Lưu Bị có thể lợi dụng điều kiện thuận lợi này để phát động một cuộc tổng tấn công, lợi dụng sự bất hòa của các tướng lĩnh để tung ra một đòn kết liễu. Sau này, chính Lục Tốn cũng đã từng nói rằng điều ông sợ nhất là việc Lưu Bị đồng thời tiến quân bằng cả hai đường thủy bộ. Căn bản là Lưu Bị đang có ưu thế về thượng nguồn. Cái thế của Lưu Bị là xuôi dòng mà đánh, nên ưu thế hơn quân Ngô rất nhiều. Cứ như vậy, nếu đánh cấp tập, Lục Tốn tất phải ứng chiến và quân Thục có thể giành chiến thắng. Hoặc Lưu Bị cũng có thể phân chia quân đội để hỗ trợ Mã Lương sử dụng Linh Lăng làm căn cứ,
đột phá hậu phương của Lục Tốn và chiếm 4 quận phía nam của Kinh Châu. Những nơi này vốn là căn cứ của Lưu Bị cũ, rất có khả năng Lưu Bị sẽ giành lại quyền khống chế nó. Còn nếu như Lưu Bị không thể áp dụng những kế hoạch trên, vậy thì Lưu Bị không nên đóng quân lâu dài trên đất Ngô, bởi khí hậu ở đây nóng bức, đường vận lương thì xa xôi, không tiện cho việc đóng quân lâu dài. Lưu Bị nên lui quân và đóng quân chủ lực ở biên giới. Đông Ngô khi này sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Còn nhớ sau trận Di Lăng, Lưu Bị dẫn tàn quân bạ trận đóng quân tại thành Bạch Đế. Chỉ đó thôi cũng đã từng khiến cho Tôn Quyền phải hoảng sợ. Nếu toàn bộ quân chủ lực của Lưu Bị khi đó lui về đây trấn thủ, chỉ chừng đó thôi cũng đủ uy hiếp tới sự an toàn của Đông Ngô. Điều này là do Thục Hán nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử. Và với lưu vực dữ dội của sông Dương Tử, nếu một đội quân từ thượng nguồn tràn xuống, Đông Ngô không thể nào chống đỡ. Bằng cách này, Tôn Quyền sẽ phải chia quân đối phó với cả quân Thục Hán ở phía trước và mối đe dọa của Tào Ngụy ở phía sau. Đợi khi quân Đông Ngô suy yếu, Lưu Bị lại tấn công. Lui thì có thể phòng thủ. Như vậy thì sớm muộn gì Đông Ngô cũng phải sụp đổ. Cùng với áp lực từ phía Tào Phi, Tôn Quyền sẽ rơi vào tình huống vô cùng tồi tệ. Chắc chắn, Đông Ngô kiểu gì cũng phải tìm cách hòa đàm, cắt đất mà tạ tội với Lưu Bị. Tuy nhiên, Lưu Bị không lui quân, cũng không xuôi theo hai đường thủy bộ mà tiến quân, tung đòn kết liễu. Lưu Bị lại bỏ thuyền lên bờ, dựng trại đóng quân ở một nơi xa xôi, và rồi tự đẩy mình vào tình cảnh bất lợi. Cuối cùng thì tan vỡ dưới trận hỏa công dữ dội của Lục Tốn. Trận Di Lăng là cuộc chiến sai lầm do Lưu Bị tiến hành không đúng thời điểm và lại còn sai địa điểm. Trong trận chiến này, Lưu Bị chịu thất bại nặng nề và quân đội chủ lực thì suy yếu tới mức không thể gượng dậy nổi. Trong khi Đông Ngô thì cũng phải trả giá là hơn 1 vạn quân tổn thất. Tào Ngụy mặt khác thì lại gặt hái được những lợi ích và trở thành nước hùng mạnh vượt trội so với hai nước kia. Và kết quả là Thục Hán và Đông Ngô đã dần bước vào con đường sụp đổ. Trong trận Di Lăng, Lưu Bị có thể sử dụng các biện pháp ngoại giao để phá vỡ liên minh Tào Ngụy và Tôn Quyền bằng cách lợi dụng mâu thuẫn giữa Tào Ngụy và Tôn Quyền. Tuy nhiên, ông đã quá tự tin và bỏ các phương pháp này. Do liên tiếp mất đi những viên tướng lĩnh quan trọng như Hoàng Trung, lại không có sự trợ giúp của những chiến lược gia như Gia Cát Lượng hay Pháp Chính, hay là các chiến tướng như Triệu Vân, Mã Siêu, cuối cùng Lưu Bị đã thảm bại. Thất bại nghiêm trọng của Lưu Bị đã làm quốc lực của nước Thục Hán suy yếu nghiêm trọng và mãi mãi không thể nào gượng dậy nổi. Nó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch bắc phạt sau này của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng từng thở dài, nếu Pháp Chính còn sống, Lưu Bị tất sẽ không phải chịu thất bại như vậy.